โอเคสวัสดีทุกคนมาแกงชิเน่ยูทูบอีเมลที่พี่แจกคลิปนี้มีรายงานข้อต่างๆต่างๆคลิปนี้บ้านชาวบ้านลายบ้านยังนี่เบียนสลัดที่ตรอสอสเต็กเดียวเฮ้ยเกิร์ลนมกรัวนี่นมกรัวบ้านยังนี่นมกรัวแอมจะมันปิดแบบจุลบจุลอยนี่แต่อาจจุลบแทนติดกับบ้านได้ ก็เกลียวกินแต่จุลบางอย่างนี่นะแต่จุลบางอย่างนี่ก็ยังเนาะจุลบช่วยเหลือบัญชีนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราให้นะเอาไปเดี๋ยวยังเตรียมยำใครนี่คือเมนปนนันต่อเลยยังยำต่างอ่ะคันนี้นะโอเค let's go โอเคจังไงนะจะเป็นได้กุ้งมาเนี่ยเตรียมมาโจรวมได้นะต่อเลยมาสกอร์ต่างอ่ะคันนี้ Mà cái miệng cũng ngon á. Nó cái bàn tay cô mà thọ tình rồi. Nhanh nhé. Dạ, chẳng nhanh nhé khách. Nhanh thầm mơ cân thật ta mạ mơ nhanh thật ai mấy nhanh thật ai môi mơ nhanh ôi cái đó thả admin cùng rộng thả mà thon cho mũi giờ con nên nấy hỏi con mà đã cho tụi nó khi mọi tay ok lỡ như cho đây nhầm bánh chèo nhầm bánh chèo vậy lần lượt nhầm bánh chèo ôn cho chạy bánh treo ạ chạy tục với nhớ con nhà mà đó tục với nhớ con nhà mẹ trong nhà mày nhà bánh treo mà đó ấy hết giờ lại những đồ chan tị mà là bánh treo chạy bánh treo bao giờ mình pì đấy lại những nhà mùi sân đi cho nhà bánh treo ạ cho bà dân nhâm bên đây cái đại cứ xui là ở mình tên nhé mà lấy chọc baby mần hè mặt à nè nè cái nè nè à à ơi tao mơ
chắc dây tên nọt đi cho mũi được mình lái tập mà dùng đặt bánh chè của dương máu cho bánh chè này cứ nấu sạch món chỉnh cho em lên cho mũi cà rốt cho đôi chia sạch đại cà rốt nhé hay nâng ngó sạch đại bài chè chắc này cứ tên chỉ lụa bỏ dương chỉ lụa bạc nâng máu cứ thay dương nhằm đáy chứ ngành nhá sạch chiền nha 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 bánh chai té mà nha mình để ai ok nỉ họ là cực lưu á nhưng anh em mỗi bánh chai bán đai hay là khác thì có trôi chất mỏng á chứ mỗi chất sọ sạch chi cái tay dân nghe mà nông mấy cư và lại trao một mắt là o xin đạp sọc là o xin đạp thịt bao giờ chụp và lại và tái ra liên xin đạp bán xa là o xin mưa con nữa thế nên cứ tham bản nhạc ban tế nhằm đúng phụ lên bản chai nó cứ chạy mà spay cái đạo bao giờ tập ở chỗ bạn nâng mèo hai bánh chay đi tô bên đi cứ dân pra lẹ thông một chiếc bánh dân cứ làm miệt đấy cái pra cho mỗi mầm làm miệt đến cái dân cân đi cho mỗi mặt sao tới từ ban chạy mất một con liền sẽ là tầm đó là đấy phải nhận tội bao nhiêu mà đúng vậy của bậc thầy bánh chay này cứ ăn tần lòn này nhưng nhà mà xây tần lòn về hè xây kia thế này rồi sao tại bên miền bắc lại mình ấy tần lòn chứ nhé để khác cái quán nhà bán ron này mà.